Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Vũ trụ sẽ không nở lòng từ chối cái lời thỉnh cầu nào của bạn trong vòng 20 ngày tới ha Và đây là những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi à, vũ trụ sẽ không nở lòng từ chối lời thỉnh cầu nào của bạn trong vòng 20 ngày tới. Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 Ở Đây mình thấy cái khả năng các bạn tụ một là những người đang có một cái sự ngóng trong ha Có thể là bạn đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái tin tức hoặc một ai đó à, hoặc là một vài bạn có thể là bạn đang rất là muốn đi làm xa ừ. à, muốn có sự thay đổi hoàn cảnh ha các bạn là một người có thể cũng đã có một cái sự rõ ràng hơn về hướng đi tương lai cuộc đời của mình cũng đã biết gọi là hoạch định chiến lược cho cuộc đời của mình rồi dường như một số bạn mình thấy các bạn đã có một cái sự đường mở mắt rồi ha ừ. các bạn đã biết lo xa hơn các bạn biết suy nghĩ hơn và đang tự uh, uh, xem xét xem uh, thực sự đam mê ước muốn của bạn là gì và bạn cần phải đi con đường nào để thành công để không còn những cái sự tổn thương hoặc là những cái sự gọi là buồn bã nữa. Có một vài bạn ở đây các bạn đang ở trong trạng thái khá là cô đơn ha hoặc là bạn đang có những cái sự phiền não gì đó có thể liên quan đến uh, những mối quan hệ trong cuộc sống của bạn, gia đình, người thân thậm chí người yêu. Um, một vài bạn có khả năng là công việc vân vân. Và mình thấy dường như các bạn có thể là um, có thể một số bạn đang có những cái sự tổn thương và tình yêu là nhiều ha các bạn đang có những cái sự trải qua những giai đoạn của sự um, chạm đáy nỗi đau của sự bất lực à, một vài bạn ở đây có khả năng là các bạn cũng là một người thích cho đi thích chia sẻ hoặc là trong tình yêu thường cho đi rất là nhiều nhưng mà cuối cùng thì nhận không được bao nhiêu mà cuối cùng lại có những cái nỗi đau riêng ha và mình thấy có thể là bạn đang trong cái thời điểm của sự gọi là uh, gặm nhấm hết tất cả những nỗi buồn này và đồng thời có thể là các bạn sắp vượt dậy được bản thân của mình và sắp chuẩn bị cho mình một cái hành trình mới, một cuộc sống mới, một cách nhìn mới hoặc là một cái tình yêu mới và mình thấy ở đây thì có thể là các bạn được khuyến khích là đừng để tâm đến những cái điều phiền nhiễu hoặc là những cái lời nói từ người khác ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn nữa ừ, tập trung vào bản thân của mình có cái nhìn bao dung và rộng lượng hơn Ừ, đôi khi có khả năng là chỉ những người không hạnh phúc họ mới có thể nói lên những cái điều khiến cho người ta cảm thấy tổn thương à, việc của bạn nên có sự tha thứ ha tha thứ để giải tỏa áp lực để giải tỏa những cái gánh nặng đó ra khỏi tinh thần và cuộc sống của mình và mình có thể quên được những người này à, một số bạn thì mình thấy các bạn nên uống nước nhiều ha có thể là dạo gần đây là sức khỏe kém nè hoặc là hơi bị đau nhức xương khớp hoặc là có khả năng là đau mắt hơi mờ hay gì đó cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể nha đặc biệt là mình thấy các bạn cũng đừng quá gọi là nhức nhói tổn thương ảnh hưởng đến tim mạch của bạn đó mình thấy đây là cái thời điểm mà các bạn nên có sự công bằng ha nên có sự gọi là làm đầy làm hạnh phúc bản thân của mình trước rồi bạn mới có những cái niềm vui sự tích cực rồi bạn mới thể cho đi được chứ đừng gọi là cho đi quá nhiều quá cực lực đến nỗi bản thân của mình bị gọi là héo mòn ha và những gì mà bạn đã cho đi hỗ trợ người khác sẽ trở về với bạn với một cái dạng hình thức khác ha, thông qua cái sự phước lành mà ơn trên à, đem đến cho bạn. Một số bạn giờ gần đây là các bạn hay thấy uh, con số thiên thần 444 lắm ha. Ừ, các bạn có thể lên Google sợi con số thiên thần 444 để các bạn có thể biết thêm chi tiết à, về cái lời nhắn nhủ mà cái thiên thần muốn truyền tải cho bạn ngay lúc này để có những cái sự trấn an, ủi an à, cho bạn ha. Rồi để mình xem coi... Um... Vũ trụ sẽ không nở lòng từ chối cái lời thỉnh cầu nào của bạn trong 20 ngày tới ha ừ. Có thể một số bạn ở đây đang gọi là Kết thúc công việc cũ và bạn đang sắp có những cuộc thi phỏng vấn gì đó để chuẩn bị cho những cái à, Hành trình tiếp theo trong cuộc đời của mình ừ. Sắp có cuộc thi phỏng vấn diễn ra cho nên đôi khi bạn cũng à, À, có một cái sự xem xét hoặc là học hỏi tìm tòi kiến thức kinh nghiệm từ những người khác ừ, hoặc là nhờ mọi người giúp đỡ hỗ trợ cho bạn hoặc là có khả năng sắp tới sẽ có những cái người quý nhân ha à, hoặc có thể là sẽ thông qua những câu nói à, hoặc là những cách chỉ dẫn gì đó mà có thể họ sẽ mở cho bạn một cái con đường một cái hướng đi rõ ràng hơn ừ, trong cái uh, con đường tương lai cuộc sống của bạn vài bạn ở đây thì mình thấy thì thời điểm này là cái thời điểm mà các bạn nên kỹ lưỡng trong việc làm ăn kinh doanh hoặc là bỏ tiền ra nha không kho nếu không thôi thì có khả năng sẽ bị ảnh hưởng ha, có thể là à, vì quá tin người ha, rồi mình bị người ta lợi dụng lừa đảo ha, cho nên là việc của bạn cần phải tỉnh táo hơn Ừ, đôi khi có thể những người gọi là hơi mật ngọt với bạn Nhưng mà đôi khi họ không có thật lòng ha. Việc của bạn là phải kỹ càng kỹ lưỡng để tránh bị tổn thất ừ. Ở đây mình thấy có khả năng là trong 20 ngày tới Một số bạn các bạn sẽ có những cái niềm vui ha trong gia đình của bạn à, Những cái sự tụ hợp gia đình hoặc là những cái buổi tiệc, tiệc cưới ha à, Hoặc là sẽ có những cái sự nhộn nhịp, hòa bình ha để Giải quyết những cái mâu thuẫn gì đó trong gia đình của mình à, Vân vân hãy dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu của bạn ha đây là một cái điều rất là quan trọng để có một cuộc sống giàu có và hạnh phúc nha những người mà bạn gọi là gia đình có thể là những người thân của bạn hoặc là họ có thể là những người mà bạn đã chọn làm cộng đồng thân yêu của mình dù bằng cách nào thì cái việc mà bạn dành tình yêu thương và sự hỗ trợ cho những cái người gần gũi nhất với bạn và nhận lại cái điều đó là rất là quan trọng và hãy tạo không gian cho họ trong cuộc sống của bạn ha ừ. à, rất là đáng để đầu tư thời gian và sức lực vào các mối quan hệ ban đầu ừ. bạn có thể có một cuộc sống gia đình hạnh phúc mà bạn đang tìm kiếm với sự bình yên và thỏa mãn về cái cảm xúc của bạn đó ừ. một số bạn thì có khả năng có một vài bạn ít ở đây mình thấy dường như các bạn sẽ tiến đến một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc hoặc là sẽ có những cái sự gọi là À, bàn bạc ha lên kế hoạch đi đến kết hôn hoặc là một số bạn sẽ có thêm nhiều người bạn có thể tin tưởng được. À và bạn sẽ có có sự mãn nguyện về mặt cảm xúc của mình hơn. À, một vài bạn thì có khả năng các bạn sẽ hòa thuận với gia đình hoặc là con cái có sự vâng lời và bạn nuôi dạy chúng một cách khôn ngoan nhất. À những mối quan hệ thì có sẽ có sự kéo dài ha. Và hãy tìm thấy sự cân bằng cho chính mình Hoặc là mình thấy các bạn sẽ tìm thấy được cái sự hòa hợp cân bằng ở đây ha à, Bây giờ là lúc để bạn có sự cởi mở để thỏa hiệp và hợp tác với những người khác và giải pháp hoàn hảo là những cái giải pháp trong đó cái ý kiến đóng góp của mỗi người được cân nhắc ha và kết hợp thành một cái giải pháp mà đôi bên cũng có lợi mà mọi người đều cảm thấy hài lòng. Và đã đến lúc bạn có sự gọi là à, tạm dừng hít thở sâu hoặc là thậm chí đi dạo yên tĩnh với thiên nhiên ha. Và bạn được ơn trên nhắc nhở bạn hãy loại bỏ những cái lo lắng mà bạn đang trải qua để có thể trở nơi trở về một cái nơi bình yên cho chính mình á. Đây là cái khoảng thời gian mà bạn nên suy ngẫm và giúp cho bạn có được những cái nhận thức và gia tăng được những cái giải pháp mới và sáng tạo và hãy cởi mở với những cái ý tưởng độc đáo có thể kết hợp với nhau để mang lại những kết quả thú vị và bất ngờ cho bạn ở đây thì mình thấy các bạn có khả năng là sẽ có một cái sự biết tiết chế biết điều độ biết cân bằng hoặc là một số bạn có khả năng là những cái vấn đề sức khỏe của bạn nó được gọi là ổn định hơn dành thời gian ha để suy ngẫm kỹ là càng kỹ lưỡng hơn trước những quyết định à, đừng vội vàng đừng hấp tấp ừ. ở đây một số bạn các bạn sẽ có một cái sự gọi là gặp gỡ tương tác với một người mang năng lượng nam đây là một người giàu có có tiền có bạc là một người có một sự hào sản thông minh ha giỏi giang làm ra tài chính tốt biết quản lý ừ hoặc ở đây thì mình thấy có thể đây là một người cộng sự hoặc là một người chủ mới à, vân vân nói chung đây là một người cộng tác um, với bạn ha một người sẽ có thể hỗ trợ giúp đỡ cho bạn có thể uh, có thêm nhiều kinh nghiệm sống hơn hoặc là trao cơ hội cho bạn chẳng hạn ừ. và đồng thời thì mình thấy có khả năng là một số bạn các bạn sẽ um, có được cái sự thịnh dưỡng nào đó trong cuộc sống của bạn ha à hoặc là một vài bạn có thể là bạn muốn phát triển cái công việc kinh doanh uh, riêng của mình ừ. thì mình thấy dường như cái sự nghiệp của bạn nó sẽ trở nên phát đạt hơn ha à, hoặc là mọi thứ nó sẽ êm ái và suôn sẻ hơn rất là nhiều nếu như bạn có sự cẩn trọng trong việc uh, làm ăn của mình ừ. những nỗ lực của bạn có khả năng sẽ có được cái thành quả xứng đáng ha ừ. biểu hiện dưới dạng vật chất tiền tài ha? và một số bạn các bạn được khuyến khích hãy dành thời gian để mình ngủ nghỉ hợp lý nha Có một cái sức mạnh to lớn trong cái việc mà bạn làm dịu tâm trí của bạn thông qua thiền định hoặc là nghỉ ngơi đó à, Những cái giải pháp trước đây mà bạn có sự gọi là lãng tránh vì bạn nghĩ quá nhiều về chúng có thể đột nhiên trở nên rõ ràng hơn ừ. Nó có khả năng là giúp cho bạn tìm được hướng đi ha cái cách giải quyết một cách phù hợp trong cái tình huống nào đó mà bạn đã phải đối mặt và không biết gọi là xử lý như thế nào. Và đây là thời điểm mà các bạn đừng quá gọi là thúc đẩy mọi thứ phải diễn ra một cách nhanh chóng mà bây giờ là thời điểm mà các bạn có một sự ngừng lại để suy nghĩ một cách cặn kẽ và à, nhìn mọi thứ ở một cái góc độ nó rộng rãi hơn. Ừ. Đây là thời điểm mà các bạn sẽ có một cái sự giải tỏa những cảm xúc bị dồn nén ha. Ừ, giấc ngủ lành mạnh là rất là quan trọng cho cái cuộc sống hạnh phúc của bạn Nó cho phép cái tâm trí của bạn nghỉ ngơi và trẻ hóa Để bạn có thể à, thức dậy làm việc hiệu quả hơn và tràn đầy cái sự lạc quan hơn ừ. Hãy có một cái sự thể hiện cái tình yêu bao la ha dành cho bản thân của mình Bởi vì bạn xứng đáng có được cái tình yêu đó ừ, Cũng như dành thời gian cần thiết để hồi phục năng lượng sức khỏe của mình À, và hãy có những cái um, biện pháp để có thể chống lại những sự căng thẳng như là mình xem uh, hài xem kịch hoặc mình nghe nhạc thư giãn hoặc là đi dạo gì đó vân vân ừ. và mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái sự quyết định từ bỏ một cái tình huống không còn tốt cho bạn nữa ha ừ. bạn sẽ tự mình đưa ra cái lựa chọn này à có vẻ như sẽ có những cái sự thử thách hoặc là, là những cái sự gọi là giải thoát tuyệt vời thậm chí có thể là một cuộc phiêu lưu ha bạn có thể là thực hiện từng cái bước nhỏ hàng ngày cho đến khi bạn đạt được những cái thay đổi mà bạn mong muốn ừ, hoặc là một số bạn các bạn sẽ có khả năng gọi là chuyển động di chuyển nhanh hơn ừ, điều quan trọng nhất là bạn phải đánh giá cái hoàn cảnh của mình một cách trung thực và cởi mở rồi tiến tới hạnh phúc đừng lo lắng ha bạn đã sẵn sàng có một cái sự gọi là chuyển rời khỏi những cái vấn đề nghiệt ngã gì đó ha những cái sự tranh đấu mâu thuẫn gây gắt gì đó hoặc là tổn thương gì đó có khả năng là trong vòng 20 ngày tới các bạn sẽ rời khỏi được cái tổn thương đó và cái thiên thần đang có một cái sự gọi là dọn cho bạn một cái con đường mới một cái bình minh tươi đẹp đang chờ đợi bạn ha một số bạn có thể là đổi công việc nè chuyển nhà chuyển chỗ ở ha thành công một cái bước ngoặt Ha, được diễn ra ở đây à, và có thể các bạn sẽ có một cái sự giác ngộ tìm kiếm một cái sự sâu sắc hơn à, trong cuộc sống của mình các bạn có sự phát triển về mặt tâm linh ừ, và bạn nhận ra rằng cuộc sống có nhiều điều ý nghĩa hơn những gì mà bạn đã à, thấy ha kiểu như vậy. Ở đây mình thấy có thể là bạn cũng sẽ có một cái sự tương tác với một người mang năng lượng nữ. Đây là một người giống như có tính cách giống như cái người mang năng lượng nam lúc nãy ha, cũng là một người làm ra tài chính tốt, vững chắc về mặt gọi là tiền tài hoặc là là một người rất là biết yêu thương, lo cho gia đình ha. Có thể cái người này họ sẽ hỗ trợ giúp đỡ đi gì đó cho bạn ha, mình cho lời khuyên hoặc là hỗ trợ tài chính vân vân. À, một số bạn ở đây mình thấy cái khả năng là tiền bạc đến với bạn cũng khá là đủ đầy đó ha Hoặc là các bạn có cơ hội có được một cái uh, nguồn tiền tài vật chất tốt uh, Để bạn có thể gọi là có được uh, cái cuộc sống nó uh, hài hòa hơn, nó đủ đầy hơn Một vài bạn tìm, cơ, tìm được cái cơ hội công việc có tiền lương cao hơn chẳng hạn là uhm, bạn có khả năng ha, để bạn có thể làm bất cứ điều gì uh, đẹp hơn trong cuộc sống của bạn uhm. Một vài bạn có khả năng các bạn... Uh, mình được uh, lên chức làm cha làm mẹ nếu như bạn đang mong đợi ha, một số bạn có khả năng các bạn sẽ uh, trồng vườn tược ở đây à vân vân. Vũ trụ sẽ không uh, nở lòng từ chối lời thỉnh cầu nào của các bạn tụ một trong 20 ngày tới. À, bạn sẽ có sự nắm chắc cơ hội đến với mình ha và bạn là phải gọi là bước đi hoàn toàn khỏi tình huống cũ rồi ha cho nên hãy có sự dũng dạc và đầy dũng khí bước ra khỏi tình huống đó có thể là tình huống về bệnh tật ha hoặc là chuyển nhà chuyển chỗ ở như mình nói hoặc là những cái điều gì đó khiến bạn cảm thấy buồn bã tổn thương ha những cái sự gọi là đổ vỡ hoặc là những cái sự gây cấn với gia đình người thân mọi thứ nó sẽ gọi là hoàn thành xong kết thúc nó và bạn rời đến một cái bến bờ nó yên tĩnh hơn nó nhẹ nhàng hơn và mọi thứ bạn thực hiện được là do cái suy nghĩ của bạn đó à, mọi thứ nó sẽ đến theo cái biểu hiện theo cái suy nghĩ của bạn ha các bạn mong muốn được khỏe mạnh các bạn mong muốn có được một cuộc sống vững chắc hơn ha thoải mái hơn hoặc là mọi thứ xui rủi nó sẽ rời xa bạn thì bạn có khả năng thu hút được với cái niềm tin tưởng mạnh mẽ với cái sự gọi là ừ, hành động theo cái hướng lành mạnh cho bản thân cho mọi người xung quanh cuộc sống của bạn ừ, và mình thấy bạn giống như là một nhà pháp sư vậy đó ha bạn mong ước điều gì là bạn có khả năng thu hút được cái điều đó đến với bạn cho nên hãy luôn nghĩ đến những cái điều thực sự khiến bạn cảm thấy hài lòng nhất mãn nguyện nhất và luôn cảm thấy biết ơn với những cái tình huống đến nhiều khi đây là những cái vấn đề đến để bạn có thể có được cái sự gọi là được mở mang trí óc hoặc là tinh thần cái con đường tâm linh của bạn nó được mở rộng, bạn nhận thức ra được cái ý nghĩa cuộc sống hoặc là nhiều bài học được mở ra để bạn có thể thấu suốt rõ ràng hơn, à, biết nhìn người hơn vân vân và mình thấy là có khả năng các bạn nắm bắt được cơ hội như mình nói nè, một cái cơ hội mà tràn đầy cái sự nhiệt tình hay sự đam mê, thậm chí khả năng cơ hội này nó còn có thể là có sự phân nhánh và cho bạn được thêm hai cơ hội nữa. Ừ, cho nên là có thể là đi một ngày đàn học một sàn khôn ha à, khi bạn biết nắm bắt cơ hội thời cơ đến với mình thì bạn sẽ có khả năng tận hưởng được những cái giá trị tốt đẹp sau đó nữa ừ. một vài bạn có thể là các bạn sẽ à, à, thực hiện được cái chuyến đi có thể một số bạn đi nước nước ngoài đi định cư à, đi xuất khẩu lao động hay gì đó vân vân có thể là các bạn hoàn thành xong kết thúc xong cái quá trình gọi là chờ đợi mệt mỏi Ừ một số bạn ở đây thì thí dụ như là cái vấn đề gì đó ví dụ như bạn muốn đi nước ngoài nhưng mà giấy tờ của bạn nó trục trặc Hoặc là thậm chí là không có thành công Có thể là do vũ trụ có một cái hướng đi khác cho bạn Đôi khi có khả năng là vũ trụ thấy con đường nó không phù hợp với bạn Và nó khiến cho bạn gặp nhiều rủi ro ha Cho nên là đôi khi sẽ hướng bạn đi một cái con đường phù hợp hơn với bạn cho nên những gì đến với bạn thì bạn đừng có chống đối Bạn cứ chấp nhận sự thật, bạn không thể thay đổi hoàn cảnh Thì mình phải chấp nhận thôi ừ. Đôi khi nó lại hướng bạn đến một cái chốn gọi là yên bình và hạnh phúc hơn rất là nhiều So với cái hướng đi mà bạn đã chọn á ừ. à, một vài bạn ở đây thì mình thấy có thể có khả năng là xâm hợp gia đình ở nước ngoài về thăm các bạn ha hoặc là các bạn thăm gia đình của mình ở nước ngoài vân vân hoặc một số bạn có khả năng được người thân gửi tiền hỗ trợ tài chính ừ giúp đỡ cho bạn chẳng hạn ha? hoặc là bạn giúp đỡ người thân gì đó nói chung là mình thấy dường như các bạn sẽ có sự dịch chuyển một vài bạn có khả năng là đi biển chơi ha à, tuy nhiên mình thấy giai đoạn này các bạn đi cũng nên cẩn thận nha à, bởi vì rất là nhiều người bị đuối nước trong thời điểm này đó uhm, cẩn trọng nha à, và ở đây thì mình thấy là à, những cái điều gì đó mà người ta gây hấn với bạn đó, nó cũng sẽ có sự kết thúc trong 20 ngày tới kiểu như là những cái lời À, miệt thị hoặc là những cái sự trúc giữ từ người khác ha à, làm những điều gì đó u ám sau lưng bạn thì có thể mọi thứ sẽ được gọi là à, đánh sập tất cả và vũ trụ à, sẽ hỗ trợ để cho bạn gọi là vượt qua và tiến đến cái con đường ha cái hạnh phúc dành cho bạn hoặc là bạn sẽ có một cái sự thoải mái hơn thông dong hơn nhẹ nhàng hơn ừ. Và hoặc là một vài bạn tìm kiếm được cơ hội công việc phù hợp hơn và bạn thể hiện được cái tài năng cái sự sáng tạo sự thông minh sự tài trí của mình và được người khác chấp nhận được trọng dụng được trao cơ hội ở đây à, Mình thấy là trong vòng 20 ngày tới bất cứ thứ gì bạn thu hút mà bạn mong muốn hết lòng bạn tin tưởng bạn sẽ thu hút được tiền bạc hoặc là công việc hoặc là cơ hội hoặc là tình yêu ừ, hoặc là thông tin tin tức cuộc gọi thông báo gì đó ha ừ, tất cả sẽ được đem đến cho bạn ăn thua cái lòng tin của bạn nó có vững mạnh à, hay không một số bạn có khả năng là sẽ thi ngoại ngữ hoặc là bạn sẽ tập trung vào học ngoại ngữ thì đó là điều rất là tốt cho bạn ừ. Bởi vì bạn có duyên với cái lĩnh vực này và bạn có duyên đi xa hoặc là bạn có duyên làm việc với quốc tế. ha Một số bạn có thể làm việc cho công ty nước ngoài, công ty đa quốc gia. Ừ. Cho nên hãy chú trọng mặt ngoại ngữ của mình. Có thể là bạn, nếu bạn mà bạn gọi là có cơ hội hoặc là bạn có thể là uh, thông minh hoặc là bạn có thời gian thì nên học hai ngoại ngữ thì nó sẽ tốt hơn cho bạn đó. Ừ. Và mình thấy dường như các bạn sắp chạm được cái điều mà bạn mơ ước rồi Cho nên đừng có chán nản và bỏ cuộc ha ừ. là Mình thấy đôi bàn tay của bạn rất là khéo léo ha ừ. Bàn tay ta làm nên tất cả ha Có sức người sổ đá cũng thành cơm à, Là bạn đó <laughs> Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể trong 20 ngày tới Một cái điều gì đó nó sẽ được hoàn thành hoặc là kết thúc Hoặc là giải quyết xong À đồng thời mình thấy có thể là một vài bạn các bạn à, bạn nào mà muốn đi nước ngoài quá mình nói nên thấy là các bạn nên cẩn trọng ha cẩn trọng với những cái chiêu trò của những cái môi giới đó kỹ lưỡng hơn để tránh bị lừa tiền nha ừ. hay là bạn sẽ gặp được những cái người uy tín như mình nói là cái người mang năng lượng nam và nữ lúc nãy á thì có thể những người đó họ sẽ tương trợ giúp đỡ, họ có kinh nghiệm thì họ sẽ hỗ trợ cho những cái vấn đề à, rắc rối gì đó của bạn. Bạn nào mà các bạn rất là muốn à, có thể giúp đỡ người khác ha, thích làm thiện nguyện hoặc muốn có tài nguyên để có thể hỗ trợ người khác thì có khả năng trong 20 người tới các bạn được à, vũ trụ mang tới cho bạn những cơ hội, những sự hỗ trợ hoặc là những cái thông tin tin tức Ừ, hoặc là những người trợ giúp để bạn có thể hoàn thành được cái uh, việc thiện nguyện của mình ha, một cách suôn uh, sẻ hơn thuận lợi hơn à bạn nào mà có một cái cuộc phẫu thuật nào đó thì có thể là cái ca phẫu thuật nó sẽ hoàn thành công tốt đẹp à, với điều kiện là các bạn phải có một cái sự uh, gọi là như mình nói là hãy nghĩ đến sự tốt đẹp nghĩ đến cái điều gọi là thành công ha ừ, nghĩ đến cái sự hoàn thành à, xuất sắc ở đây à bạn hãy nghĩ đến cái những cái chữ như là khỏe à, thắng lợi cứ nghĩ đến nó nhiều lặp đi lặp lại nhiều lần ha chứ đừng nghĩ đến những điều tiêu cực ừ bởi vì đây là thời điểm mà bạn nghĩ gì là có thể là dễ diễn ra cái điều đó đó ừ. cứ nghĩ trong đầu mình là thành công thành công thành công ha kiểu như vậy <laughs> thắng lợi thắng lợi thắng lợi à. Hôm ra mình cũng hay dùng cái chiêu thức đó <laughs> Và mình thấy nó cũng có hiệu quả đó ừ. Còn những gì mà không thành công thì có nghĩa là vũ trụ muốn hướng bạn đi sang một con đường khác nó phù hợp hơn với bạn Chứ không phải là uh, khắc nghiệt với bạn đâu ừ. Đôi khi mình không thể thấy được những cái gì sẽ diễn tiến sau đó ha ừ nhưng mà vũ trụ thấy được và vũ trụ sẽ lèo lái sao cho bạn có thể gọi là có được cái lợi ích cao nhất dành cho bạn kiểu như vậy à, một số bạn có thể là bạn mong ước tình yêu thì có khả năng có một cái tình yêu chớm nở nào đó một cái người sẽ đến với bạn và có khả năng các bạn sống hai quốc gia khác nhau hoặc là một người nước ngoài hoặc là các bạn có khoảng cách vân vân ừ. sau khi bạn kết thúc một mối tình gì đó nghiệt ngã ha thì cái đối tượng nam và nữ là cái người mà mình đã miêu tả đó cái người mang năng lượng Nam có tiền và người mang năng lượng nữ có tiền đó ha ừ. có thể các bạn sẽ gặp nhau qua một cái uh, uh, chuyến du lịch Ừ, hoặc là một cái sự như là tìm bạn bè nói chuyện học à, học ngoại ngữ hay gì đó vân vân một cái sự tình cờ ha và vũ trụ muốn khuyến khích bạn hãy đi ra ngoài hít thở không khí trong lành đi à, bởi vì khi mình nhốt mình ở trong cái không gian sống à, trong nhà quá lâu thì có thể là bạn sẽ à, mất đi cái niềm vui trong cuộc sống à, khi bạn ở bên ngoài thì giống như là bạn sẽ có một cái sự hồi sinh tinh thần và tâm hồn của bạn và nó sẽ cho bạn cái sự hy vọng và niềm tin vào cái sự tồn tại và tương lai của hành tinh này à, và bạn sẽ thấy những cái điều tốt đẹp sẽ sẵn có trong tự nhiên ha những cái bông hoa nó đang bung nở hoặc là những chiếc lá đang nảy mầm hoặc là những cái chú chim đang bay lượn thậm chí là làn gió âu yếm vuốt ve bạn nữa và đừng để một ngày nào trôi qua mà không bước ra ngoài môi trường đầy thú vị và hấp dẫn này ha Và ở đây thì mình thấy mọi thứ sẽ tốt đẹp khi mà tinh thần và tâm hồn của bạn nó trở nên tích cực trở lại á. Ừ. Cơ hội sẽ đến và bạn sẽ nắm vững được nó ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ hai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ hai để xem coi vũ um, trụ sẽ không nở lòng từ chối lời thỉnh cầu của nào của bạn trong 20 ngày tới à, và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ hai Các bạn tụ hai là những người có khả năng là bạn một số bạn thể là đạo công giáo hoặc là một vài bạn thì có thể là các bạn rất là thích đi chùa hoặc đi nhà thờ các bạn là những người có một sự gọi là hướng thiện ha biết lắng nghe biết chia sẻ và biết quan tâm đến người khác một số bạn có thể có một cộng đồng riêng hoặc là một vài bạn ở đây các bạn đang tham gia một cái lớp học mỗi khóa đào tạo nào đó Ừ. Và mình thấy các bạn là những người có cái sự vững chắc về mặt tinh thần các bạn đã trải nghiệm rất là nhiều và các bạn có thể rút kinh nghiệm cho bản thân và đồng thời chia sẻ những cái lời khuyên hữu ích cho mọi người một số bạn ở đây có khả năng các bạn làm trong lĩnh vực liên quan đến giáo dục ha liên quan đến diễn thuyết dẫn dắt chương trình hay gì đó vân vân và mình thấy bạn rất là giỏi bạn có khả năng truyền cảm hứng cho mọi người ha với cái sự sáng tạo, nhiệt tình, đam mê trong công việc thì mình thấy dường như một vài bạn các bạn đã tạo nên một cái địa vị, một cái vị trí ha? À, khá là đắc địa rồi. <laughs> một số bạn thì có khả năng là các bạn vừa có sự thông minh mà bạn vừa có khả năng thấu cảm người khác nữa. Ừ. Bạn rất là thông thái luôn ha, bạn có nguồn năng lượng chữa lành rất là tự nhiên luôn. À, ở đây một vài bạn thì mình thấy là trong cuộc sống của bạn, bạn đang rất là tập trung vào tài chính. À, và dường như dạo gần đây các bạn hơi bị mất ngủ ha à, các bạn có những cái lo lắng trằn trọc hoặc có những cái hối tiếc gì đó thì có thể các bạn đang tạm thời có một cái sự làm quen với cái vấn đề tình huống của mình có sự chấp nhận và cố gắng tập trung hơn vào bản thân yêu thương bản thân cũng như là cố gắng uh, chăm chỉ hơn trong công việc của mình nâng cấp um, khả năng của mình cũng như là nâng cấp tài chính của mình ha mình thấy có thể là trong cuộc sống của bạn một vài bạn có một cái nhóm bạn riêng hoặc cộng đồng riêng hoặc có những cái người tương tác với bạn và đây là những người có khả năng có cùng tần số năng lượng có thể họ sẽ đến hỗ trợ giúp đỡ cho bạn có được những cái sự tích cực hơn lạc quan hơn ha, yêu đời hơn hoặc là mở ra cho bạn những cơ hội mới trong cuộc sống à, mình thấy có khả năng là ba người một người mang năng lượng nam đây là một người có khả năng là giỏi ăn nói nè khôn ngoan nè tỉnh táo nè có sự gọi là táo bạo trong công việc đầy lửa đầy nhiệt tình ha đầy sự phấn khởi và làm gì cũng luôn có những cái uh, kế hoạch luôn có những cái chiến lược rõ ràng hết và người thứ hai thì mình thấy khả năng là một người nam nữa đây là một người trong cái hành trình phát triển cuộc sống và đặc biệt họ rất là đam mê kiếm tiền thì có thể là cái người này họ cũng uh, hỗ trợ gì đó cho bạn ha hoặc là làm ăn chung hoặc là họ đem đến cho bạn một cái uh, uh, giải pháp nào đó chẳng hạn um. À, một người nữ ha, mình thấy cái người mang năng lượng nữ này đây là một người có sự thấu cảm nhẹ nhàng, à, dịu dàng và có sự bao dung, có sự um, rộng lượng, họ biết thứ tha rồi đã biết gọi là điều chỉnh cảm xúc và có khả năng là gỡ rối cảm xúc cho người khác. Ừ. À, mình thấy có thể là, năng là những cái người này họ có những cái tác động tích cực đến với cuộc sống của bạn. Ừ và mình thấy ở đây thì có khả năng các bạn cũng là một người sống lãng mạn, ừ. sống cũng cũng rất là cần tình yêu và có thể là một vài bạn các bạn sẽ sớm có được tình yêu, có được tiền bạc, có được địa vị mà bạn mong muốn. Ăn thua là bạn phải có một cái sự gọi là biết cân bằng ha, à, tập trung vào bản thân, yêu bản thân cũng như có sự chia sẻ cái tài năng, cái trí lực của bạn cho cộng đồng. Thì những gì mà bạn đạt được có khả năng nó sẽ nhiều hơn những gì mà bạn mong đợi. Ừ. Rồi để mình xem coi, ừ. vũ trụ sẽ không nở lòng từ chối ha à, những cái lời thỉnh cầu nào của bạn trong 20 ngày tới. Các bạn tụ hai là những người trong lòng rất là tốt ha muốn đem đến những giá trị những niềm vui cho người khác hoặc là những cái sự gọi là chủ lành nhưng mà đôi khi có thể bề ngoài bạn không có thể hiện là một người quá tình cảm mà bạn có vẻ hơi uh, uh, che đậy ha uh, bạn có sự gọi là hơi nghiêm túc hoặc là bạn không có thể hiện cảm xúc quá nhiều ở vẻ bề ngoài kiểu như vậy một người có khả năng thích làm việc tốt thiệt thiện nhưng mà bạn có sự che giấu uh, thân phận chẳng hạn vân vân và dạ, gần đây các bạn thấy rất là nhiều con số lập nè 444 nè, 888 nè ừ. à, Mình thấy ở đây có thể là trong thời điểm này á Những cái phát ngôn của bạn Hoặc là những cái uh, hành động Những cái uh, cử chỉ Hoặc là lời nói Hoặc là tất cả những gì mà bạn gọi là um, Tạo ra Nó đều có thể là gây ảnh hưởng đến người khác Cho nên là bạn hãy làm những điều tốt đẹp nhất Để gây ảnh hưởng tích cực đến mọi người Ha ừ và đồng thời thì bạn có thể là hơi nhạy cảm hơi cảm xúc trong thời điểm này cho nên là đôi khi bạn nên tập trung vào việc gọi là thực hiện mục tiêu ước muốn còn những cái gì mà bạn cảm thấy quá bốc đồng nóng nảy ha thì bạn nên có cái cái nhìn cởi mở hơn với mọi người ha có cái nhìn bao dung hơn cũng như là thấu hiểu hơn cũng như giữ cho mọi thứ có một cái sự ôn hòa dĩ hòa di quý thì nó sẽ tốt hơn cho cái uh, cuộc sống tinh thần và sự nghiệp của bạn nha Đừng gây ra những cái chiến tranh hoặc là mâu thuẫn để tránh gây cái sự mất hình tượng của bản thân hoặc là tổn thương mọi người Rồi gây cho mình những cái sự tiếc nuối á. Ừ. À, đây là thời điểm các bạn nên có sự uống lưỡi 7 lần trước khi nói à, Kiểu như vậy Đừng gọi là dồn cảm xúc quá nhiều và hãy có một cái sự biết phân định đúng sai à, Lý trí rõ ràng ở đây Số bạn vào gần đây còn thấy số thiên thần 33322 nữa Ừ thấy có thể là cuộc sống của bạn có thể là có đầy thử thách ha có thể cũng có những cái người mang tính cạnh tranh hoặc đối đầu với bạn à, và cái việc mà mình đối phó với họ đôi khi không thể tránh khỏi và trong những cái tình huống đó hãy tương tác theo cái cách giảm thiểu kịch tính và tối đa hóa cái việc đưa ra giải pháp à, hãy luôn giữ cho mình một cái nguồn năng lượng nhẹ nhàng và lạc quan uhm. và đồng thời ha giảm thiểu những cái điều gì đó mà khiến bạn cảm thấy khó chịu uhm. Thực sự thì có thể một số bạn là các bạn có những cái công việc vụn vặt, phiền phức, chồng chất nào đó Hoặc là chiếm quá nhiều thời gian của bạn đến nỗi bạn không còn làm à, Không có thời gian để làm những gì thực sự quan trọng Thì đây là thời điểm mà các bạn nên nhìn rõ cái nào thực sự ưu tiên, quan trọng trong lúc này và tập trung vào nó thôi ừ. Còn những cái vấn đề tiêu cực bên ngoài, tốt nhất là mình nên giảm thiểu Giảm thiểu càng nhiều càng tốt à, Để đỡ mất thời gian và phí hoài cái năng lượng của bạn và đặt sang một bên những cái mục nhỏ không giúp bạn đạt được cái mục tiêu hoặc là giao chúng cho ai đó, không bận tâm đến cái công việc chi tiết đó nữa. Một ừ. số bạn ở đây các bạn sẽ có những cơ hội phát triển ha, à, hoặc là các bạn có khả năng là tiếp nhận những cái ý kiến khác nhau từ những người xung quanh, và bạn có được cái nhìn rõ ràng hơn ha. Một vài bạn có khả năng sẽ có những cuộc thi, cuộc phỏng vấn gì đó trong thời gian tới ừ. Cho nên đôi khi bạn cũng hơi bồn chồn bất an lo lắng liệu mình có thể vượt qua được hay không mình có thành công hay không ở đây mình thấy có khả năng các bạn sẽ có những cái sự kết nối với gia đình ha à, bởi vì cái điều này là vô cùng quan trọng đó một số bạn ví dụ như hổng rài có mâu thuẫn về đời gì đó với gia đình của mình ha hoặc là các bạn rất là muốn có những cái sự xung hợp gia đình vui vẻ ấm áp bên nhau thì có thể là bạn sẽ đạt được cái điều này uhm. hãy có một cái sự gọi là tự hào về bản thân và những người thân yêu của bạn và luôn nắm bắt những cái điều tích cực và giải phóng những cái sự kiện tiêu cực trong quá khứ ha ừ, hãy bắt đầu đầu tư vào tương lai của bạn lập kế hoạch bao gồm chăm sóc tài chính cho gia đình bạn về giáo dục chăm sóc sức khỏe hoặc là nghỉ hưu trong tương lai ừ, hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ để sau này không phải lo lắng về tài chính trong cuộc sống của bạn À, ngay khi bạn còn trẻ và chỉ có thể tiết kiệm một ít tiền mỗi tháng thì số tiền đó sẽ được thực sự tăng theo thời gian theo năm tháng ừ. và mình thấy dường như một số bạn các bạn có thể sẽ có những cái sự thu hoạch, thu hoạch thu hoạch vụ mùa bội thu nào đó ha à, nếu như bạn có trồng cây ăn trái gì đó vân vân hoặc là một vài bạn sẽ có những cái sự thịnh vượng ha à, À, một vài bạn có khả năng các bạn có sự an ninh về tài chính đó à, một vài bạn thì có khả năng có nhận được cái quyền thừa kế ha. đồng thời mình thấy dường như các bạn có được một cái à, khối tiền cũng khá là cao đến với bạn các bạn có tiền để bạn có thể đầu tư kinh doanh hoặc là mở rộng và phát triển công việc của mình nhưng mà phải theo cái hướng gọi là à, cẩn trọng chứ đừng có gọi là hấp tấp uhm, dội dã thì rất là dễ gây cho bạn cái sự hoang phí hoặc là cái sự tổn thất nha bạn đừng có đầu tư quá rủi ro trong thời điểm này một vài bạn có khả năng là cái vấn đề kinh doanh của bạn có có sự gọi là nó suôn sẻ hơn so với giai đoạn trước ừ. có thể là với cái cách đối xử cái cách gọi là giao tiếp khôn ngoan và trí tuệ cũng như cái cách sáng tạo của bạn à, đã giúp cho bạn có thể là có được những cái người họ yêu thích bạn họ có sự ủng hộ bạn ha à, vân. vân. Ừ một số bạn thì có khả năng các bạn sẽ có một cái sự gọi là đi kính đám cưới ha à, một cái đám cưới mà bạn có sự mong đợi hoặc là một vài bạn có thể là bạn sẽ lên kế hoạch với người yêu của mình chuẩn bị cho đám cưới trong thời gian tới vân vân có liên quan đến đám cưới liên quan đến tài chính liên quan đến sự gọi là hài hòa trong gia đình người thân của bạn ở đây thì mình thấy là vũ trụ đang gửi cho bạn những cái thông điệp ngay bây giờ về cái bước hoàn hảo tiếp theo cần thực hiện ha hãy lắng nghe cái sự hướng dẫn mà bạn nhận được dưới dạng trực giác ha hoặc là các sự kiện đồng bộ các con số lập, các biểu tượng hoặc là những giấc mơ khi bạn ngủ ừ. và hãy cảnh giác với những người hoặc là những tình huống có thể là không hoàn toàn như vẻ ngoài của họ ừ. có thể là một số bạn các bạn sẽ có được những cái thông tin ha, mà bạn cần phải nhận được trong cái thời điểm này ừ và cái sự lo lắng là không cần thiết và sẽ chỉ làm chậm cái tiến độ của bạn thôi không cần phải sợ hãi hãy buông bỏ nỗi sợ hãi à, nếu bất kỳ cái phần nào cuộc sống của bạn không còn cảm thấy đúng ha sau đó bạn hãy có một cái sự gọi là tin vào trực giác của bạn và thực hiện những thay đổi cần thiết ừ. các bạn sẽ có những cái nhận thức tâm linh sâu sắc hơn rõ ràng hơn hoặc là các bạn sẽ tham gia một cái khóa hướng luyện đào tạo của ơn trên thông qua giấc ngủ của bạn Ha, bạn tiếp thêm rất là nhiều cái bí kíp võ công mà được ơn trên truyền tải cho bạn trong thời gian huấn luyện này, cho nên một số bạn có thể là sẽ bị um, mệt mỏi, nhức đầu ha, hoặc là các bạn có khả năng là ngủ không ngon vân vân, chập chờn gì đó. Ừ. Các bạn sẽ có khả năng nhìn thấy được những gì mà bạn đã không nhìn thấy trước đây ha, ừ. và bạn có thể là sẽ buông bỏ được cái nỗi sợ hãi à. và đồng thời một số bạn sẽ trở thành một cái người khá là chuyên nghiệp trong cái lĩnh vực gì đó của bạn hoặc là trực giác của bạn nó sẽ vô cùng mạnh mẽ. Các bạn tìm ra được những cái thông tin ẩn ha, những cái điều gì đó che giấu có khả năng nó sẽ được gọi là uh, bùng nổ ra. Và đây là cái thời điểm mà các bạn có thể học hỏi từ quá khứ của mình và tiến về phía trước, hoặc là bạn có thể sẽ bị nó kìm hãm bạn ha và điều này nó đúng trong mọi khía cạnh cuộc sống của bạn đó ha liên quan đến cái mối quan hệ nè sự nghiệp hay là sức khỏe của bạn à, khi mà bạn muốn bản thân của mình trở nên tiến bộ hơn và đang đầy niềm vui hơn thì đã đến lúc bạn giải phóng quá khứ và mạnh dạng tiến lên theo một cái hướng mới thú vị và những cái thay đổi sẽ đến với bạn một cách gọi là đầy tươi vui vui hơn mặc dù có thể là bạn không có biết trước được mọi thứ nó sẽ như thế nào nhưng mà khi bạn giải phóng những cái cũ thì tất nhiên những cái mới tích cực hơn nó sẽ tới ha ừ. giống như bạn giải phóng một cái điện thoại ha bạn không xài nữa bạn mua cái mới thì tất nhiên nó có nhiều cái chức năng nó sẽ tốt hơn à, bộ nhớ đầy hơn à, nhiều hơn vân vân và bạn hãy biết rằng là tương lai của bạn là một cái tương lai tươi sáng và nhiều điều Diệu kỳ ha ừ. đừng chờ đợi đừng ngần ngừ nữa hãy thực hiện những bước đầu tiên hướng tới hạnh phúc ngay hôm nay ha hãy để quá khứ sau lưng và các bạn sẽ được ơn trên bảo vệ cho bạn các bạn có quyền tự do thay đổi cái hướng đi cuộc đời của mình một cái kết thúc nó sẽ mở đường cho những cơ hội mới ha à, những cái sự chuyển hóa ừ, ở đây và ở đây mình thấy cái khả năng một số bạn các bạn sẽ giữ vững được cái vị trí của bạn hoặc là bạn có một cái sự nâng cấp bản thân của bạn ha lên một cái tầm cao mới kiểu như là bạn sẽ trở nên gọi là đầy nhiệt huyết hơn sáng tạo hơn, làm việc với sự đam mê hơn và tràn đầy cảm hứng cũng như tạo nên cái sự thu hút uh, nhiều hơn. Ừ. À, đồng thời có khả năng các bạn có sự gọi là thực hiện những kế hoạch của mình ha một cách mạnh mẽ và không có sự gọi là chần chừ. Ừ. Các bạn có sự tin tưởng hơn vào khả năng của chính bạn à, và các bạn có một cái sự gọi là nắm bắt cơ hội đến với mình à, bạn có sự duy trì sự cân bằng giữa công việc và gia đình ha và các bạn có sự quyết tâm thành công ở đây một vài bạn có thể là gặp được một cái người mang năng lượng nữ đây là một người có sự thông tuệ thông minh đã trải nghiệm nhiều điều và có một cái sự tích cực lạc quan có thể họ sẽ hướng dẫn họ sẽ truyền tải kinh nghiệm kiến thức hoặc là chia sẻ cũng như uh, truyền cảm hứng cho các bạn ha giúp cho các bạn lấy lại được cái động lực cái niềm tin và bạn có sự hướng tới một cái tương lai tươi sáng ở phía trước ừ. hoặc chỉ đơn giản là một cái người bạn ha một cái người nào đó mà bạn biết À, họ nói chuyện với bạn và thông qua cái uh, lời khuyên của họ hoặc thông qua cái câu nói của họ thì giúp cho bạn có một cái sự đổi mới và thức tỉnh ha, kiểu như vậy có thể một số bạn các bạn đã từng bị mắc kẹt hoặc đang bị mắc kẹt trong những cái uh, suy nghĩ uh, miên man ha những cái vấn đề gì đó nó trói buộc bạn thì đây là cái thời điểm mà các bạn uh, đừng để uh, cái bạn ngã nó đánh chìm bạn ha, nó khiến cho bạn mất đi quyền lực của mình À, bạn có khả năng giải quyết khỏi những cái tình huống mệt mỏi và đây là thời điểm mà các bạn sẽ có một cái sự đột phá bứt phá và um, giải phóng bản thân của mình ra khỏi vòng vây của những cái điều tiêu cực rồi ha à, Và hãy nói với bản thân rằng bạn sẽ có được cuộc sống như bạn mong muốn ha với cái sự quyết tâm cao độ của bạn hãy tin vào chính mình các bạn có khả năng sẽ đưa ra được những cái lựa chọn để bạn có thể có những cái sự cải thiện để những vấn đề trở nên tích cực hơn Ừ. nếu như bạn cảm thấy khó tập trung trong thời điểm này hãy cầu xin vũ trụ các thiên thần và các đấng bảo hộ thiên liên gửi cho bạn các dấu hiệu để giúp cho bạn có thể lập kế hoạch tốt ừ. và hãy chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bạn ngay bây giờ nha ừ. à, một vài bạn ở đây các bạn có những cái sự gọi là ảo tưởng hoặc là mông lung gì đó rất là dễ bị mắc bẫy nha ừ. mắc bẫy của người khác à, bạn có quyền lấy lại cái sức mạnh cá nhân của mình ha à, và hãy tin vào chính mình một số bạn các bạn không có tin vào bản thân ha à, nhưng mà bạn mình thấy bạn rất là giỏi đó bạn hội tụ có rất là nhiều cái khí cảnh tốt đẹp mà người khác không có thì bạn nên chú trọng cái điều đó ha để bạn mở mang bản thân của mình phát triển để thành công hơn ừ, thì bạn có khả năng sẽ đạt được cái thành tựu vững chắc ở đây à, thông qua cái sự Sáng tạo thông qua cái cách ứng xử giao tiếp, thông qua những cái sự hoạt ngôn, những kiến thức mà bạn tiếp nạp được thì bạn có khả năng gọi là tự tin hơn trên cái hành trình của mình ừ. Một số bạn các bạn bị mắc kẹt thì bạn sẽ được tháo gỡ nha Được vũ trụ giúp cho bạn, hỗ trợ cho các bạn có sức mạnh để bạn có thể tháo gỡ những tình huống của mình ha. Không có còn lo âu, muộn phiền và à, chán ngán cuộc đời nữa lời thỉnh cầu nào của bạn sẽ được vũ trụ đáp ứng trong 20 ngày tới ước mơ trở thành sự thật nè ha. một số bạn sẽ có khả năng là các bạn sẽ không có còn bị giam cầm trong những tình huống cũ nỗi đau cũ hoặc là những cái tiêu cực cũ nữa một số bạn có khả năng có vấn đề bệnh tật sức khỏe thì có khả năng là bạn sẽ được hết bệnh ha mọi thứ trở nên cân bằng hơn rất là liên kết với các bạn luôn ha à, một mái ấm gia đình hạnh phúc nhiều tiền ừ. đồng thời một số bạn là có khả năng sẽ lên kế hoạch như mình nói tiến đến hôn nhân với cái người yêu của bạn ừ. Wow và các bạn giữ vững được cái vị trí vai trò của bạn thôi. Nói chung là giống như là những cái những cái lời mình đã nói ra nó nó mặc dù có thể có nhiều cái bộ bài khác nhau, nhưng mà cuối cùng nó lại cũng quy tụ vào một thứ đó là tiền bạc đến với bạn rất là nhiều. <laughs> thứ nhất là tiền. Thứ hai là bạn sẽ lên kế hoạch cho cuộc đời của mình, giải phóng bản thân của mình ra khỏi những cái sự mù mờ, mệt mỏi ha, miên man. Ừ bạn sẽ thấy rõ hơn con đường hướng đi sắp tới bạn sẽ làm như thế nào sẽ lên kế hoạch ra sao hoặc thực hiện mọi bước một cách chỉnh chu như thế nào vân vân các bạn lấy lại được cái sự cân bằng ha bạn được gọi là rõ ràng hơn nhìn xa trong rộng hơn hoặc một số bạn liên quan đến đôi mắt thì có khả năng đôi mắt của bạn nó không có mờ nữa và nó sẽ sáng rõ bạn sẽ khả năng là gặp được những cái đối tượng như mình nói họ sẽ giúp cho bạn chữa lành vấn đề đôi mắt hoặc là sức khỏe của các bạn hoặc là tinh thần ở đây đồng thời thì mình thấy khả năng một vài bạn sẽ có thể nổi tiếng hoặc được nhiều người biết tới hoặc là ừ, ước mơ của bạn nó sẽ đến ừ. một vài bạn có thể gặp được ý chung nhân ha cái người có khả năng đi đến lâu dài với bạn vững chắc với bạn ừ. hoặc là niềm vui gia đình mọi người có sự gọi là hài hòa ha tha thứ lỗi lầm cho nhau và nói chuyện vui vẻ lại với nhau à. Trong 20 ngày tới mình thấy tiền bạc đến với bạn rất là nhiều Cũng như bạn trở nên tỏa sáng rất là nhiều Được nhiều người yêu mến, quý trọng ha, Và bạn có được cái nguồn năng lượng thuần khiết Nguồn năng lượng của sự chủ lành à, Của tinh thần vững chắc, ổn định Và không có còn bi quan, không có còn nỗi sợ Không có còn gọi là muộn phiền nữa ừ. Và gia tăng được những cộng đồng ha, Những người cùng chung chí hướng với bạn Tuyệt vời ha một số bạn thì có khả năng mình thấy dường như là các bạn cảm thấy cơ thể bạn mệt mỏi nặng nề đau nhức xương khớp hay gì đó hoặc là bạn muốn giảm cân hay gì đó thì mình thấy có khả năng là bạn sẽ thực hiện được từng bước một mỗi ngày bạn có khả năng bạn sẽ tập thể dục và có thể bạn cảm thấy được cái sự tiến triển ha thấy cơ thể mình khỏe hơn không có bị nhức mỏi nữa hoặc là cái dốc dáng của mình nó nó cân đối hơn nó nhẹ nhõm hơn và mình thấy các bạn được phát triển rất là nhiều cái cái ý tưởng giống như là bạn được đem đến rất là nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo và đa dạng đó phong phú đó ừ. và những gì mà bạn tạo nên những cái sản phẩm những tác phẩm mà bạn tạo nên có khả năng thu hút được rất là nhiều người thích và có sự ủng hộ ha và có sự đón nhận một số bạn có khả năng được lên chức lên một vị trí cao hơn chẳng hạn à. nói chung mình thấy bạn có sự nâng tầm ừ. Nâng tầm kiến thức, nâng tầm cái uh, kinh nghiệm hoặc là nâng tầm tiền bạc tài chính ha, hoặc là nâng tầm ánh sáng của bản thân mình càng ngày càng sáng hơn rất là nhiều. Ừ. Số bạn mình thấy dường như là các bạn có khả năng là trong vòng 20 ngày tới có tiền để mua vàng đeo rồi đó. <laughs> Và bạn lấy lại được cái sự tự tin của bạn ha, phát triển nó chứ bạn không có còn rụt rè tự ti nghĩ ngợi nữa. Ừ. Các bạn sẽ tiến thẳng đến ước mơ của bạn ha. Một vài bạn ở đây có khả năng các bạn đang rất là muốn nói chuyện hay nè Muốn gọi là ăn nói suôn sẻ hơn, hoạt bát hơn ha, hoặc là um, hoạt ngôn hơn Thì qua cái quá trình luyện tập của bạn thì có khả năng mà sẽ đạt được cái điều đó trong vòng 20 ngày tới thôi Bạn có thể cầu nguyện cùng với thiên thần Gabriel nhiều hơn à, Bởi vì thiên thần Gabriel là thiên thần đảm nhận cái vị trí À, hỗ trợ để giúp cho bạn có khả năng ăn nói chu toàn ha xuân sẽ trôi chảy nói ra một cách khôn ngoan khéo léo và có sự gọi là thu hút người nghe ừ. Ở đây các bạn được khuyến khích là hãy có sự táo bạo nè <laughs> hãy à, bước ra ngoài ánh sáng của mình và hãy mạo hiểm và táo bạo hơn ha à, mạo hiểm theo kiểu gọi là phát triển tầm bản thân của bạn chứ không phải là mạo hiểm tiền bạc nha à, có nghĩa là các bạn hơi rụt rè các bạn không có tự tin, các bạn hơi tự ti thì đây là thời điểm mà các bạn nên có sự gọi là trao chuốt và rèn luyện bản thân để bạn có thể tự tin hơn đứng trước đám đông kiểu như vậy. Ừ. một số bạn ở đây ví dụ bạn có những cuộc thi gì đó liên quan đến sắc đẹp hoặc là liên quan đến tài năng ha. À, hoặc là các bạn có những buổi biểu diễn gì đó thì nó sẽ thành công nha à, bạn được thưởng khá là cao và các bạn được mọi người biết tới và có khả năng các bạn còn được mở rộng thêm những cái hợp đồng mới ừ. ở đây thì bạn hãy biết rằng cái thành công nó không đến từ cái sự rụt rè mà nó đến từ cái sự dấn thân hết mình để thực hiện ước mơ của bạn à, hãy giữ ý định rõ ràng về thành công và nó sẽ xảy ra và tận hưởng cái cảm giác phấn khích khi bạn chấp nhận rủi ro táo bạo và bạn uh, trở nên gọi là thành công với những cái uh, hành động um, khôn ngoan của mình có thể một số bạn sẽ ăn mừng thành công của bạn một bằng một cái bữa tiệc à, hoặc là một cái cuộc vui nào đó ha bạn có khả năng là có tiền để có thể gọi là chi trả cho những cái cuộc vui um, ăn mừng cho chiến thắng của mình à Đánh giá cao về bản thân, về tinh thần lẫn cơ thể vật chất của bạn ha à, Nói chung bạn sẽ có những cái niềm vui ăn mừng gì đó ở đây ừ. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 2 Ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chung thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Mình xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 3 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi à, Vũ trụ sẽ không nở lòng chối từ cái lời thỉnh cầu nào của bạn trong 20 ngày tới. Và đây những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người có sự độc lập rất là nhiều ha. À, mình thấy dường như các bạn là những người có khả năng gọi là thông minh. Ừ tin tường có cái sự trật tự ha làm gì cũng có kỹ cương cũng có nguyên tắc rõ ràng hết và các bạn rất là yêu thương gia đình cha mẹ của các bạn có thể người thân của bạn cũng rất là quan tâm đến bạn đó à, mình thấy có thể là bạn cũng là một người giỏi ăn nói à, thông minh tài trí ha, sáng tạo và đầy sự táo bạo trong công việc trong cuộc sống của mình À, là một người có khả năng gọi là đón biết được những tình huống sẽ đến và biết cách gọi là phòng ngừa hoặc là biết cách để có thể gọi là tiến triển phát triển mọi thứ nó trở nên thành công hơn. mình thấy một số bạn ở đây có khả năng các bạn đang rất là mong chờ hy vọng có được một cuộc sống vừa giàu sang phú quý vừa thành công thành tựu có tương lai vững chắc à, và bạn có khả năng cũng đang ở trong trạng thái của sự điềm tĩnh hơn nhẹ nhàng hơn cân đối hơn tiết chế hơn khôn ngoan hơn trước những cái vấn đề giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày ha một số bạn có khả năng các bạn cũng biết cách nấu ăn rồi đó ha nấu ăn cũng khá là ngon vân vân nói chung bạn cũng là một người hướng về gia đình và mình thấy dường như là trong cuộc sống của bạn thì bạn là một người rất là lý trí bạn đã trải nghiệm rất là nhiều điều trong cuộc sống và bạn rất là à, giỏi trong việc nắm bắt thông tin kiến thức ha và là những người có cái tiếng nói trong cộng đồng hoặc là những người có tầm ảnh hưởng hoặc là một người có một cái sự gọi là à, công bằng và có sự trung thực, có trách nhiệm cao ha. Ừ. À, một số bạn đang trong trạng thái của sự gọi là hồi phục về à, sức khỏe của bạn. Ừ. Hoặc là có thể bạn là một người khá là nóng tính nhưng bây giờ mình thấy dường như là bạn đã nhìn thấu mọi thứ và bạn có sự điều chỉnh bản thân của mình để trở nên một con người cân bằng hài hòa nhất ha. À. Ừ, có thể trong cuộc sống của bạn bạn có sự tương tác với hai người ha một người mang năng lượng nam đây là một người giỏi giang giỏi ăn nói ha có tài hùng biện có tài gọi là thao lược có tài gọi là thu hút người khác thu phục người khác có tài lãnh đạo và một người mang năng lượng nữ đây là một người lý trí à. có sự quyết đoán dứt khoát và có tinh thần gọi là kiên vững ha à, mạnh mẽ và độc lập thì có thể những người này họ sẽ là những người cộng tác những người bạn những người hỗ trợ hoặc là những người sẽ À, giúp cho bạn có thể thực hiện được ước mơ hoặc là những người gọi là có sự nâng đỡ tinh thần ừ. nằm trong cộng đồng hoặc là trong vòng tròn bạn bè vân vân ha thấy họ có cái sự kết nối với bạn và hỗ trợ bạn rất là nhiều trong cái hành trình sắp tới đó ừ. hoặc đây chính là cái hình tượng hoặc đây chính là cái người mà bạn sẽ đạt được ha kiểu như là cái bạn sẽ có được những cái phẩm chất quý giá từ những người này khi bạn tiếp xúc với nhiều với họ thì gần mực thì đen gần đèn thì sáng thôi ha. Mình cũng sẽ có một cái sự gọi là um, hấp thụ năng lượng của họ và mình cũng trở nên tích cực như họ, mình cũng có khả năng gọi là ăn nói như họ. À, mình học hỏi được ở họ ha những cái điều hay, ừ, mình phát triển nó. À. Rồi, để mình xem coi vũ trụ sẽ không nở lòng từ chối cái lời thỉnh cầu nào của bạn trong 20 ngày tới. ở đây một số bạn có khả năng các bạn rất là muốn kết hôn muốn xây dựng gia đình hoặc các bạn là những người cha người mẹ rất là có trách nhiệm ha rất là yêu thương gia đình của mình và mình thấy dường như đây là thời điểm mà các bạn nên chú trọng hơn vào cuộc sống gia đình nha ừ, quan tâm nhiều hơn đến những người thân yêu của bạn à, vợ chồng con cái cha mẹ người thân ha tất cả và luôn giữ một cái trạng thái của sự hài hòa nhất ha của sự bình ổn nhất hòa bình nhất đừng có gây nỗi buồn cho cha mẹ hoặc là những người thân yêu của bạn bởi vì đây chính là những người thật sự họ bạn có cái tầm quan trọng trong trái tim của họ ha cho nên đừng làm tổn thương họ ừ. và cẩn trọng trong cái lời ăn tiếng nói của mình nhiều hơn trong cái thời điểm này mình thấy ở đây có một vài bạn các bạn đang mong chờ tin tức vui về con cái thì có khả năng có khả năng là có tin vui nha và đồng thời ha bạn được khuyến khích hãy có sự gọi là nhìn cuộc sống này với đôi mắt của một trẻ thơ ha để bạn có thể có được cái thế giới tràn ngập những khoảnh khắc tiêu vui vẻ và tuyệt vời nhất hãy có một cái sự tiếp xúc với cái viễn cảnh tươi sáng vẫn còn tồn tại trong bạn những kỷ niệm hoặc là những người trong quá khứ của bạn có thể xuất hiện trở lại trong cuộc sống của bạn, mang theo những cái điều bất ngờ ha, um, đầy mê hoặc cùng với họ. Và kinh nghiệm từ thời thơ ấu hoặc là những cái ngày còn trẻ có thể bất ngờ mang lại cái nguồn cảm hứng cho cái tình huống hiện tại của bạn. Hãy nghĩ lại những cái thời điểm trong cuộc đời của bạn tương tự như những gì mà bạn đang phải đối mặt ngay bây giờ. À, ghi chú về cách mà bạn xử lý những cái sự kiện đó Và cách mà bạn có thể áp dụng những cái gì bạn học được cho đến hiện tại ừ. Và hãy đặc biệt cẩn thận để nhìn nhận quá khứ một cách chính xác Mà không đặt nó ở khía cạnh tích cực hay là tiêu cực ha ừ. Một số bạn ở đây sẽ có giai đoạn gọi là hoài niệm Hoặc là ngồi ôn chuyện cũ với người thân hoặc là những người bạn cũ à, Hoặc là ở đây các bạn được khuyến khích hãy yêu thương cái đứa trẻ bên trong của bạn nhiều hơn Ừ một số bạn có sự nhen nhóm của tình cũ nha <laughs> à, và các sự kiện mang lại những kỷ niệm cho bạn ha rất là nhiều ừ. một số bạn có khả năng tìm được người bạn uh, tri kỷ tâm giao ha đến với mình một người hiểu bạn ha, và một người không có sự tính toán chi ly với bạn à, và có sự gọi là tốt với bạn một cách chân thành nhất mình thấy có thể là bạn sẽ có sự tương tác với một người nữ Ha, người mang năng lượng nữ đây là một người có tiền có bạc làm ra tài chính tốt một người thực tế và rất là quan tâm đến gia đình một người có khả năng biến ước mơ của bản thân mình trở thành sự thật à, thì có thể họ sẽ em may mắn đến cho bạn hoặc là hỗ trợ tài chính hoặc là giúp đỡ gì đó cho bạn ở đây ừ. hoặc là một vài bạn ở đây các bạn sẽ có một cái sự mở rộng kinh doanh hoặc là các bạn có thể có được cái sự thịnh vượng gì đó đến với bạn à, có khả năng mọi thứ nó sẽ trở nên đẹp đẽ hơn với bạn ha à. hoặc là các bạn có cái nguồn tài chính nó an toàn hơn để có thể lo cho con cái của mình ha. Đối với những bạn có con và chuẩn bị sắp đi học hay gì đó thì mình thấy có thể là bạn cũng sẽ có tiền để có thể hỗ trợ chúng. Và bạn đang có một cái khởi đầu mới tuyệt vời đó ha. Như thể bạn có cả thế giới trong tay vậy đó. Những cái lựa chọn về tương lai ngắn ha nó sẽ xuất hiện. Điều quan trọng nhất là nắm bắt cơ hội một cách an toàn nhất nếu bạn có mọi cái nguồn lực bạn có thể gọi là thực hiện mọi thứ theo ý mình ha và ở đây thì bạn được khuyến khích hãy đánh giá tình hình sau đó nhanh chóng tiến về phía trước nhiều cơ hội hơn đang trên đường đến với bạn. Và đây có thể là một cái điều tuyệt vời ha khi bạn có sự gọi là thúc đẩy ước mơ của mình và bắt tay vô hành động và có khả năng bạn thu hút được những cái quan hệ đối tác để cùng nhau khuyến khích nhau ha thực hiện cái kế hoạch chung và tạo nên cái sự đoàn kết thuận lợi ở đây một cái tương lai tươi sáng hơn ha và các bạn có khả năng sẽ hoàn thành xong những kế hoạch hoặc là sẽ có những cái sự đoàn kết cùng nhau đồng tâm tạo ra những cái nỗ lực sáng tạo chung và thành công nhờ cái việc làm việc chăm chỉ ha và một cái sự tiến bộ hơn đang được gọi là thực hiện từng ngày ừ. Đây ngoài ra mình thấy các bạn còn có khả năng tương tác với một người mang năng lượng nữ nữa. Đây là một người giỏi giang, giỏi ăn nói ha, à, là một người có khả năng giỏi ứng biến. À, có sự xinh đẹp cuốn hút và có sự tài năng trí tuệ và rất là hoạt ngôn, một người mang tính chất của một nhà lãnh đạo thì có thể đây là một người truyền cảm hứng cho bạn, một người bạn mới của bạn hoặc là một cái người sếp mới gì đó vân vân. Một người cộng tác mới chẳng hạn ha. À mình thấy dường như bạn toàn thu hút những cái người cùng tần số năng lượng với bạn thôi ha những cái người gọi là khích lệ hỗ trợ ha à, hoặc là hợp tác đến với bạn và bạn được khuyến khích hãy tin tưởng vào khả năng của chính bạn và bạn được thắp sáng cái ngọn lửa đam mê ha để có thể gia tăng cái sự thành công cho chính mình khi bạn bắt tay vô hành động một cách quyết liệt cho tương lai của bạn và hãy duy trì sự cân bằng giữa công việc và gia đình ha À, hãy có một cái sự quyết tâm thành công thì bạn có khả năng tạo nên cái um, sự thăng tiến cho bản thân của mình một số bạn ở đây thì các bạn có khả năng uh, trở thành một người cha người mẹ rất là tốt ha được, được được những đứa con của mình gọi là trân trọng và trở thành tấm gương sáng của chúng hoặc là một vài bạn thì như mình nói đó có tin tức vui về con cái đó um. À, mình thấy các bạn có rất là nhiều thời gian để tận hưởng với những cái người thân yêu với mình ha trong cái khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình đó và cái việc mà bạn gọi dành thời gian nhiều cho gia đình của mình và những người thân yêu của bạn nó rất là quan trọng để có được một cái cuộc sống giàu có và hạnh phúc ha và những người mà bạn gọi là gia đình thì có khả năng là người thân của bạn nè hoặc có thể là những người bạn đã chọn làm cộng đồng thân yêu À, dù bằng cách nào cái việc mà dành tình yêu thương và sự hỗ trợ cho những người gần gũi nhất với bạn ha và nhận lại cái điều đó là cái điều rất là quan trọng tạo không gian cho họ trong cái cuộc sống của bạn à và rất là đáng để đầu tư thời gian và sức lực ha cho những cái mối quan hệ thiết yếu này à, bạn có thể có một cuộc sống gia đình hạnh phúc bạn đang tìm kiếm ha tràn đầy bình yên và thoải mãn và cảm xúc À, một vài bạn có khả năng là tình yêu của bạn có thể là nó sẽ tiến đến một cái giai đoạn thăng tiến như là đi đến kết hôn ha lên kế hoạch kết hôn với nhau hoặc là một vài bạn sẽ tham dự khá là nhiều tiệc cưới quan trọng ha hoặc đem đến cho bạn và người thân của bạn hạnh phúc hoặc có những cái vụ sự kiện ha những cái um, buổi lễ ăn mừng uh, có sự quy tụ mọi người lại với nhau uh, mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ nhất uh, các bạn có rất là nhiều niềm vui niềm vui hạnh phúc về gia đình thậm chí về về tài chính uh, mình thấy các bạn có sự thỏa mãn mãn nguyện về mặt cảm xúc của mình. Và bạn liên kết được những người bạn có thể tin tưởng được hoặc là mở rộng cái cộng đồng ha và cộng đồng đó toàn là những người gọi là cùng chung cái niềm vui, sự tích cực hơn với bạn thôi. Và tạo ra được những cái sự cộng hưởng năng lượng khiến cho những cái ước mơ của các bạn đều hoàn thành ha, đều được vũ trụ nghe thấy và mình thấy dường như các bạn sẽ có rút ra rất là nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm, bài học cho chính mình các bạn, trở nên sáng suốt hơn, ha, à, lý trí hơn và khôn ngoan hơn, tỉnh táo hơn, cũng như là bạn nắm giữ được cái quyền năng, sức mạnh và có sự độc lập hơn trong cuộc sống. Ừ. Ở đây mình thấy có thể là các bạn sẽ gặp rất là nhiều người ha cần phải gặp trong thời gian tới, ha, để bạn có được cái sự phát triển bản thân của bạn Vũ trụ sẽ không nở lòng từ chối cái lời thỉnh cầu của nào của bạn trong 20 ngày tới Số bạn có thể là bạn sẽ có khả năng là tránh được ha, những cái cạm bẫy mà người khác giăng ra cho bạn Các bạn có thể là có cái, cái khả năng nhìn người cái thấu đáo hơn Rõ ràng hơn, không có dễ dàng bị người khác thao túng hoặc là bị người khác gọi là lợi dụng. Ừ bạn có khả năng bảo vệ toàn vẹn cái thành quả hoặc là những cái gì mà bạn có được à, ở đây mình thấy dường như là một số bạn cũng hay bị nói xấu bị chơi xấu gì đó ha nhưng mà mình thấy dường như là công bằng được thực thi nè việc của bạn cứ tha thứ cho họ đi ha đừng quan tâm nữa tập trung vào niềm vui tập trung vào sự phát triển bản thân ha, tập trung vào công việc tập trung vào hướng đi sắp tới tập trung vào việc học hỏi nâng cấp bản thân thì nó sẽ tốt hơn cho bạn những cái điều mà bạn tập trung nó sẽ đẩy bạn đến cái giai đoạn của sự giàu có về mặt tài chính một số bạn là trong thời gian tới là có nhiều tiền đó <laughs> đồng thời có khả năng là có niềm vui gia đình bạn có được lá 10 ly và 10 tiền ở đây nha và ở đây mình thấy có khả năng các bạn sẽ đón nhận những tin tức ha đẹp như mơ đến với bạn một số bạn là ước mơ trở thành sự thật đây là, là the star ha, cho nên là nhưng mà nó hơi <laughs> Nó hơi mát mẻ một chút cho nên mình che lại thôi uhm đó là star dành cho bạn ha. và những cái điều mà bạn nghĩ nó khả năng gọi là à, cái gì mà bạn phát ra nè thấy không nó có khả năng quay về cuộc sống của bạn ở dạng thực tế cho nên là phải hướng cái suy nghĩ của mình theo hướng tích cực ha. niềm vui niềm hạnh phúc còn những suy nghĩ xấu những cái suy nghĩ tiêu cực hoặc là những cái suy nghĩ gọi là mong muốn cho người khác thất bại hay gì đó thì đừng đừng bao giờ nghĩ đến những cái suy nghĩ đó dẹp đập tắt những cái suy nghĩ đó bởi vì những suy nghĩ đó khả năng nó sẽ khiến cho bạn bị gọi là chơi dao sẽ bị chảy máu ha kiểu như vậy ừ. tránh xa những điều tiêu cực và đây là thời điểm mà bạn sẽ có sự thức tỉnh rõ ràng hơn về hướng đi hoặc xác định để cái sứ mệnh thiêng liêng của bạn là gì hoặc các bạn sẽ có rất là nhiều cuộc gọi những cuộc thông báo đến với bạn ừ. để bạn có thể là mở mang kiến thức hoặc là có những cái cơ hội đến với bạn cơ hội về tài chính À, một số bạn ở đây sẽ có sự phát triển ừ. về tài chính, có cơ hội kiếm tiền và bạn làm việc rất là chăm chỉ, cần mẫn ừ và ở đây mình thấy thì có khả năng có sẽ có những cuộc gọi thông báo của lừa đảo đó cho nên các bạn cũng phải kỹ lưỡng hơn có thể là mình thấy dường như các bạn sẽ uh, nhận thức được đó là những sự lừa đảo và các bạn có khả năng sẽ truyền tải cho mọi người biết để mọi người có thể gọi là tránh xa ha ừ. bạn làm việc đó cũng rất là tốt cho mọi người ha bạn cũng được mọi người trân trọng ha rồi một số bạn thì có khả năng công việc của bạn phát triển khi bạn gọi là tự tin hơn dưỡng chắc hơn các bạn biết cách ăn nói khôn ngoan hơn các bạn có khả năng là nổi tiếng hơn được biết tới nhiều hơn vân vân và ở đây thì tránh đừng để bản thân của mình rơi vào cái sự tự cao tự phụ ha hoặc là những cái cạm bẫy hoặc là những cái sự xa đà cám dỗ Tránh xa những điều này thì cuộc đời của bạn nó sẽ đi theo cái hướng uh, tốt đẹp um, theo cái uh, điều mà vũ trụ vạch ra cho bạn um, bởi vì vũ trụ cho bạn cái quyền tự do ha, ý chí mà cho nên là um, bạn hành động như thế nào là do chính bạn tạo ra thì việc của bạn phải luôn hướng theo cái điều thiện lành thì cuộc sống của bạn nó sẽ gọi là um, được chấp cánh ước mơ được cái thiên thần hướng dẫn và bạn mình thấy ở đây một số bạn là starship hoặc là các bạn là một uh, thiên thần trái đất cho nên hãy luôn giữ cái sự thuần khiết của mình ha cái ánh sáng của mình đừng bị tiêm nhiễm bởi những cái sự gọi là sân si đố kỵ hoặc là những cái điều tiêu cực bên ngoài đây chỉ là những cái phép thử những cái bài học ha để các bạn có thể vượt qua được và bạn vượt qua được thì bạn sẽ trở thành một người gọi là một đứa con yêu quý của vũ trụ ha một cái chiến binh anh hùng một chiến binh ánh sáng được vũ trụ gọi là hỗ trợ để bạn có thể thực hiện được cái Giấc mơ và đem đến những giá trị lợi ích cho cộng đồng ừ. Từ đó thì bạn sẽ được gọi là vinh danh Được thần thánh vinh danh Và luôn được gọi là các ngài bảo vệ và so sáng con đường cho bạn ha. Ở đây thì mình thấy là có khả năng là Bạn nào đang cần tin tức gì đó thì tin tức sẽ đến ừ. Hoặc là các bạn sẽ có được cái sự chữa lành như bạn mong muốn Nếu như bạn đang trải qua cái giai đoạn bệnh tật Ha và bạn có khả năng chữa lành những vấn đề sức khỏe, vấn đề tình yêu, thương gia đình, người thân Hoặc là tình yêu của bạn có thể là sẽ được chữa lành ở đây ừ. Có một số ít người sẽ có cơ hội quay lại với người cũ nếu như bạn đang mong muốn và bạn đang thu hút họ về à, à. Còn những cái người cũ nào mà gọi là phản bội lăng nhăng thì cho họ rời đi đi Bởi vì bạn với họ đã xong rồi, xong câu chuyện rồi à, à, Và họ chỉ đến dạy cho bạn bài học thôi à, Việc của bạn nên tha thứ cho những người này À, và đừng quên để tâm nữa. bạn càng giận dữ, bạn càng oán giận thì bạn càng để cho những cái nguồn năng lượng này ở trong bạn và nó rất là khó để có thể gọi là quên đi. còn việc khi bạn quên đi, bạn tha thứ là bạn không có còn gọi là để tâm nữa và nó không ảnh hưởng đến bạn nữa. Ừ, và bạn sẽ thu hút được cái người thực sự dành cho bạn, cái người thực sự sẽ đi đến lâu dài với bạn, à, phù hợp với bạn. Ừ. nói chung là bạn ước gì thì có có khả năng mà sẽ đạt được cái điều đó. Ừ tiền bạc là mình thấy là tiền bạc là ừ, chủ yếu nhất thứ hai là vấn đề gia đình người thân hạnh phúc vui vẻ trọn vẹn hoặc cái sự chữa lành sức khỏe của người thân gia đình gì đó ở đây một số bạn thì nâng cấp bản thân ha, được lên chức hoặc là nắm được cái cơ hội nào đó để thay đổi cuộc đời cuộc sống của mình thành công hơn trong cái công việc mà mình ước muốn hoặc có được cái công việc mà bạn khát khao bạn mong chờ ha ừ. nhưng mà bạn có lá bảy kiếm liên quan đến lừa đảo cướp giật trộm à, cắp hoặc là nói xấu sau lưng hoặc là những cái điều gọi là không tốt không hay ừ, thì bạn cần phải uh, tỉnh táo trong thời điểm này để tránh những cái nguồn năng lượng tiêu cực này ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn ừ. và đôi khi những người này họ đến với bạn dạy cho bạn những bài học hoặc là cho bạn sáng mắt ra mở mở cái tri thức cái cái thông có cái, cái uh, trí tuệ thiên liên của bạn nó được kích hoạt thông qua những cái tình huống này có thể các bạn sẽ có khả năng đọc được tin tức hoặc là theo dõi tin tức hay gì đó bạn chứng kiến được những cảnh này và bạn có sự rút kinh nghiệm cho bản thân của mình ừ. và đừng để tâm đến sự phê phán đánh giá xem xét ha, từ những cái người tiêu cực khác không cần để tâm bởi vì chỉ những cái người tiêu cực những cái người mang cái nguồn năng lượng xấu mới thích đánh giá người khác phê phán người khác ha Ừ. Việc của bạn cứ tập trung vào bản thân và phát triển thôi Bạn càng giàu, bạn càng thành công Thì bạn càng hạnh phúc Và những người phê phán bạn họ càng thất vọng Thì việc của bạn chỉ như vậy thôi Im lặng là vàng trước những cái người tiêu cực ừ. Họ càng chỉ trích thì bạn càng phải chứng minh cho họ thấy rằng Bạn thành công như thế nào, bạn giỏi như thế nào Bạn có thể chiến thắng bản thân mình như thế nào ừ bạn thành tựu như thế nào đó là những điều bạn cần phải thực hiện chứ không phải là một cái sự tranh cãi qua lời nói hay chẳng hay ho gì ha nó còn khiến cho mình gọi là mệt mỏi thêm mà thôi mất thời gian ha thay vì vậy mình tập trung vào bản thân và gia đình người thân của bạn nó sẽ hữu ích hơn rất là nhiều cho bạn ừ. như mình nói những gì bạn phóng đi nó sẽ quay về với cuộc sống của bạn cho nên hãy phóng đi những điều tích cực những điều tốt đẹp như sự thịnh vượng, suy nghĩ khẳng định và những cái điều tốt đẹp sẽ đến luôn khẳng định theo hướng tích cực nhất thì bạn sẽ có khả năng thu hút được sự tích cực đến với bạn thôi. Ừ. Những gì bạn gầy dựng nó sẽ có một cái sự gọi là phát triển mở rộng ha, và nở hoa à, sẽ có sự thu hoạch và giai đoạn này cẩn trọng với những cái người chơi bùa nha. <laughs> Như là bỏ bùa thôi miên gì đó rất là nhiều luôn đó. Cho nên bạn nào mà đi đường hoặc là giao dịch kinh doanh mua bán là nên có một biện pháp nào đó phòng hờ ha. Chứ có thể làm để tỏi xung quanh hay gì đó vân vân. Ừ, nói chung là vậy. Hoặc là giai đoạn này có khả năng có người mượn tiền mượn nợ gì đó thì bạn nên có sự chọn mặt gửi vàng để tránh bị mất mất cấp hoặc là họ có sự gọi là cao chạy xa bay ha. Và đừng quá tin người hãy có cái nhìn sâu sắc rõ ràng để biết người biết ta à, đừng để người khác uh, gây ảnh hưởng và gây tổn thất cho bạn với cái sự quá cả tin của bạn ha ừ. nói chung là mình thấy bạn sẽ vượt qua tất cả thôi tại mình thấy bạn rất là khôn ngoan thông minh và trí tuệ mà ừ. cho nên hãy biết sử dụng cái sự giỏi giang của mình theo đúng hướng đúng chỗ đúng nơi thì bạn sẽ rất là thành tựu ha rồi mình xin kết thúc các bạn à còn một cái thông điệp dành cho bạn ở đây bạn giống như một chú bướm vậy đó ha bạn đang trải qua một cái sự thay đổi to lớn ngay bây giờ và đều mang lại phước lành lớn lao cho bạn ừ, bạn đang thoát cán rồi ha? bạn không còn là một con sâu nữa <laughs> bạn sẽ trở thành một chú bướm có thể gọi là bay tung tăng ha và tỏa sáng rực rỡ ừ. Khi mà bạn trải qua cái giai đoạn thay đổi này, tự nhiên bạn sẽ tự hỏi liệu cái tương lai của mình nó có an toàn hay không. Thì ở đây vũ trụ muốn đảm bảo với bạn rằng bạn là một phần trong cái chu kỳ à, sinh tử và tái sinh. Ha, để mang lại cái sự mới mẻ mà bạn mong muốn thì trước tiên mà phải cho phép những cái phần cũ trong cuộc sống của bạn nó biến mất. Những cái thay đổi này nó đáng được quan ngơn chứ không phải là sợ hãi. Ha. Hãy cảm ơn vì sự rũ bỏ những cái cũ. Hãy nắm lấy tất cả những bài học mà nó mang lại và sau đó hãy để cho nó rời khỏi cuộc sống của bạn ha à, Những cái quá khứ Hãy xây xưa với sự phấn khích Trước sự cái mới mẻ Những cái món quà hiện đang được ban tặng cho bạn Và hãy để những cái phép màu ha ừ. Sẽ khiến cho bạn cảm thấy Ngạc nhiên và thích thú ừ. Và đừng quan tâm đến những điều kết thúc nữa Vì những cái điều mới đang đến rồi Những lời cầu nguyện của bạn đã được trả lời Với sự thay đổi này ha Thì À, đừng lo lắng về những cái thay đổi, ừ, chúng thực sự dành cho bạn và nó hướng bạn đi đến con đường tốt nhất. Ha. Hãy buông bỏ cái cũ, cái mà không còn phù hợp với bạn nữa và có sự tái sinh trở thành một con người mới và đây cũng là cái thời điểm mà bạn có sự lột xác hoàn toàn đó à, và đồng thời rũ bỏ những cái điều không tốt không hay về bản thân của mình, ha. À, để trở nên một con người gọi là thành công vững chắc hơn. Ừ. Và đây có khả năng là một cái tháng rất là quan trọng để bạn có sự thay đổi này ừ. Và những gì bạn mong muốn thì có khả năng là nhờ vào sự thay đổi này Nó sẽ hướng bạn đến những cái um, điều mà bạn khát khao Bạn có khả năng thu hút được hoặc là bạn có khả năng kiến tạo nên được ừ. Rồi mình xin... Uh, nhưng mà phải kiên nhẫn kiên trì nha <laughs> Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Mình xin chào các bạn